Nghệ sĩ tú Bảo Quốc tuổi 73 3 lần cắt bỏ khối u gan, tôi không dám lơ là sức khỏe. Tôi hay nói đùa trước kia là nghệ sĩ nổi tiếng, còn giờ về già không khác gì ô sin. Tôi lăn xả phù vợ việc nhà bất kể lớn nhỏ, khi rửa bát, lau nhà, lúc dọn vệ sinh, làm vườn, nghệ sĩ tú Bảo Quốc chia sẻ. Vì điều kiện sức khỏe tôi hạn chế các hoạt động nghệ thuật dù tình yêu nghề vẫn cháy bỏng. Tại hải ngoại, tôi nhận lời biểu diễn trong một chương trình phù hợp dịp cuối tuần. Tôi chủ yếu đóng kịch và tấu hài, thỉnh thoảng chen vào vài câu cải lương để đỡ nhớ quê. Hay tin tôi về nước, nhiều đơn vị cũng đành tiếng mời biểu diễn, nhưng hiện tôi vẫn cân nhắc. Tôi vừa tham gia chương trình Phương Trang cổ nhạc của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dịp tôi hồi ngộ đồng nghiệp cùng thời để ôn lại chuyện xưa. Đời nghệ thuật của tôi rất vui khi có các thế hệ sau tiếp nối. Con gái tôi Hồng Loan và các cháu Hữu Châu, Gia Bảo, Hà Linh. Nghệ sĩ hay ai đi nữa cũng là con người, họ có cách hành xử và phát ngôn khác nhau. Tất nhiên có người đúng cũng có người sai là chuyện không ai phủ nhận. Nhưng tôi quan trọng họ nhận ra khuyết điểm của mình, biết nhận biết được lỗi lầm, được khán giả công nhận. Giữa 10 cái đúng và 1-2 cái sai, chúng ta hãy nhìn một cách tổng thể để có cái nhìn bao dung với họ hơn. Tôi tin rằng thời gian sẽ giúp nguôi ngoai mọi thứ và những nghệ sĩ sống tốt, tử tế sẽ dần lấy lại được tình thương của khán giả. Cuộc sống của tôi trôi qua nhẹ nhàng, không lo nghĩ, đó là cái phước phần, không phải ai cũng có được. Thời ở Việt Nam, tôi tất bật chạy show, đi diễn miệt mài, còn giờ phần lớn thời gian ở nhà, đều đặn mỗi sáng tôi sớm dậy tập thể dục, sau đó chăm vườn, ăn sáng, đọc báo, đến chiều tôi cùng vợ đi mua sắm hoa, cây cảnh cho vui nhà vui cửa. Bà xã tôi dành cả đời để đảm đương việc nội trợ, nên giờ có thời gian rảnh, tôi muốn mình làm thầy để cô ấy được nghỉ ngơi. Tôi cùng vợ lo việc nhà, bất kể lớn nhỏ, tìm niềm vui trong công việc làm vườn, trồng hoa. Sau 3 ca phẫu thuật lớn cắt bỏ khối u gan, tôi không dám lơ là sức khỏe. May mắn đến nay, chị sống với số cơ thể vẫn ổn định. Các bệnh người già như tiểu đường, mỡ máu tôi đều không vướng phải. Cách 3 tháng tôi đến bệnh viện kiểm tra tổng quát 1 lần. Tôi trải qua những cuộc đại phẫu với vài lần gây mê nên không ít thần kinh cũng bị ảnh hưởng. Bác sĩ luôn căn dặn tình trạng sức khỏe quan trọng nên tôi cố gắng tích cực để không giận hờn, bực bội, để tâm hồn vui vẻ. Tôi vẫn nói trong cuộc đời có 3 người phụ nữ mình yêu quý và trân trọng mà tôi bầu thơ, chị gái của nghệ sĩ tú Thanh Nga và người thứ 3 là bà xã, đi cùng nhau chặng đường dài. Tôi càng thấy yêu thương vợ và cô ấy cũng thế, nhiều tình yêu chỉ đến một phía, hôn nhân khó bền vững. Tất nhiên chặng đường đi lúc nào cũng có những xoạn xoại đà, chúng tôi cũng cùng nhau nỗ lực để không bị hụt chân té ngã. Nhiều người bảo vợ chồng già sống với nhau chỉ vì tình nghĩa chứ không còn tình yêu. Tôi thấy không đúng, nếu đã không có tình yêu thì mọi thứ đều vô nghĩa. Vợ chồng tôi yêu nhau từ khi chưa tròn 20, giờ đã mấp mé cuối đời người. Một cuộc đời có người bên cạnh đồng hành, hà cớ gì lại không biết gắn bó yêu thương. Tôi thấy vợ chồng mình giờ lãng mạn hơn ngày mới cưới. Chúng tôi dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào và trân quý sự hiện diện của đối phương trong cuộc đời mình. Tôi có nhiều suy ngẫm về nghề, nhưng lúc nào cũng đành bỏ tay. Dù hài kịch, tôi có sự nổi tiếng, kiếm được tiền, nhưng cậy đường mới là màu thịt. Nhiều năm qua, tôi chạnh lòng khi loại hình này xuống dốc và đau đầu ước mơ được truyền nghề cho thế hệ sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.